Hôm nay thì mình sẽ quay một cái căn nhà vườn mini ha, nhỏ xinh xinh nhưng mà được cái là nằm trên đường nhựa rộng rãi ha, hai ô tô tránh nhà thoải mái. Và đặc biệt nữa là ở đây là mình rất là gần một khu công nghiệp rất là lớn trong tương lai ha, khu công nghiệp Amata nằm giữa hai xã Xà Bang và Cụ Bị. Đấy. Thì ngôi nhà vườn mình thì chuẩn chỉ rồi, có nhà, có thổ cư, đường nhựa, đó, tầm giá hơn 1 tỷ ha. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua để dành, mua ở gì đó thì có thể là mình xem cái video mình ha. Thì đầu tiên là mình sẽ tóm tắt thông tin cơ bản báo giá luôn đi ha. Ở đây á, địa chỉ chính xác là thuộc xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ đây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó mất khoảng tầm đâu đó là 60 hơn 60 mấy cây đó anh chị. Tầm 65 cây số nè. Đó, thì nói chung ở đây thì được cái là gần khu nghiệp nè. Đó, gần khu nghiệp Amata nè. Khu nghiệp này thì nằm trên đi qua thôi, chưa có làm ha. Còn được cái nữa là cũng thuận tiện ra sân bay Long Thành nè. Cách sân bay Long Thành thì khoảng tầm chắc chừng hơn 25 cây ha, tầm 25 cây số. Đó. Đường xá thì chị thấy nè, đó, đường nhựa ha. Đường nhựa này thì hai ô tô hoàn toàn có thể né nhau được nha anh chị. Đấy, đường nhựa phải 5 mét đó. Thì cái đất mình quay ngày hôm nay là đây, có một căn nhà. Nó có tổng diện tích công nhận là 311 mét vuông. Nhưng mà thực tế thì nó rộng hơn nhiều nha anh chị. Tại vì nó nguyên hành lang suối nữa. Tại vì hành lang suối nó không công nhận. Nhưng mà tính ra hành lang suối cũng mấy chục mét vuông rồi đó. Nên thực tế là mình nghĩ là khoảng tầm 350-360 mét vuông ha. Đó. Thì bây giờ mình báo giá luôn đi. Căn nhà này nè đang kêu bán với giá là 1 tỷ 2. Có thương lượng nhẹ ha. Đó. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ trực tiếp gọi cho mình để mà được hỗ trợ, dẫn xem nhà và gặp chủ mình đàm phán giá. Thì bây giờ là mình sẽ nói rõ hơn về cái đất này ha. Đất mình đó chị, nó sẽ bám theo mặt tiền đường nhựa này là được 12 m ha. Đây. Đó. Nói chung là chủ họ chưa rào hết đất đâu. Đó. Tới cái trụ bê tông này lận ha. Họ chỉ rào xung quanh nhà thôi. Đó đây, trụ bê tông này nè, dài qua tới cái trụ sắt này. Trước nhà là cái cây mảng cao sim nè. Đang kêu giá bán là mình nhầm. Tức là cái 12 m này dài xuống là khoảng tầm công nhận là 26 m. Nhưng mà thực tế nha là dài khoảng tầm hơn 30 m ha. Đây chị xem nè, đánh giá rõ ràng ha. Đấy. Hôm nay mình quay thật ra là chủ không có nhà nên là mình không có quay bên trong được ha. Đấy, mình chỉ quay bên ngoài thôi. Nhà thì cũng còn kiên cố ha. Nhà cơ bản thôi, một phòng khách. Đấy. Một phòng khách nè, rồi 2 phòng ngủ, bếp. Đó. Nói chung là còn sạch sẽ nha anh chị. Anh chị mình về mình chỉ dọn dẹp lại sơ phết nhẹ nhẹ lại là mới tinh nè. Đấy. Cửa sổ phòng khách nè. Đó. 2 cửa sổ phòng ngủ nè, một cái cửa thông phía sau này, bếp với lại nhà vệ sinh ở đây nè. Đó. Đây. Phía sau đất trống ha, có giếng khoan chị ha, có giếng khoan rồi, điện đà đầy đủ hết. Đó, phía sau mình có nguyên một phần sân để anh chị có thể là trồng cây ha, đất đỏ Ba Giang ha, đất này rất là tốt nè. Đó, ồ dền một quá trời luôn. Đó. Cái suối này thật ra là nó là suối thôi chứ thật ra nó không có nước chị ơi. Đó nên là chị có tận dụng ha. Nè. Cái này mưa lớn mới có nước chứ còn mà không có mưa là không có nước luôn á. Nè, chị xem nè. Nguyên hành lang nè. Đó. Thật ra hành lang tính tới đây nè. Cái chiều dài mình tới đây thôi nha anh chị. À, tầm đây này, còn cái phần này là trong hành lang suối nha. Đó, chị không, hành lang rất là nhiều luôn. Ở đây bên hông mình là còn quy một khoảng đất rộng để mình chị có thể là cất thêm cái nhà nữa ha, hoặc là mình trồng cây làm sân vườn gì đó. Đấy. Đất mình có sẵn là 80 thổ cư nha anh chị. Quay mặt sang hướng Bắc. Đó, hướng Bắc vẫn là tay nhẹ. Đấy. Nói chung cái nhà này cũng nhỏ thôi, mà trong mét vuông là mình không có quay nhiều làm gì mất thời gian. Đó. Chủ yếu là bây giờ là mình sẽ bay lại cam là cho chị xem cái vị trí ha. Còn khi nào mà anh chị muốn xem nhà đó thì mình sẽ hẹn chủ để mà mở cửa ra để chị vào tham quan nhà nha. Đó, thì như nhà mình mô tả, nhà này thì xây cơ bản thôi, còn không có gì đặc biệt đâu. Đó, cổng này mình thấy luồn mà sẽ hơi đậu được mấy chiếc luôn anh chị ha. Đậu phải được 3 chiếc á. Đấy, vậy thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh cho ai mà thích ở dạng nhà vườn mini á, hoặc là mình mua để dành. Đón đầu khu công nghiệp nè, sân bay nè, cao tốc này nọ. 1,2 tỷ chị ha, 1,2 tỷ cho nhà vườn công nhận là 311 m², có 80 thổ cư, bám theo mặt tiền đường nhựa lại là 12 m, ở Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy. Bây giờ là mình mời chị xem flycam nha. Rồi bây giờ là mình vẽ cho anh chị xem hình dung được tổng thể của đất mình nè. Nói chung là nó vuông ha. Thực tế thì nó sẽ sử dụng nhiều hơn cái hình vẽ đó. Đây thì nhiều khu trồng cây ăn trái ha, nên là mảng xanh rất là nhiều. Đó, xa kia mình chính là trục đường 56B đó chị, đường liên xã ngay nhà cụ Bị. Mình đi tắt ha, là chỉ tầm 200 m là đường này ha. Đó, đối diện đó chính là khu di tích lịch sử địa đạo Kim Long, đang được xây dựng rất là hoành tráng ha. Đó là một khu du lịch mà ý nghĩa lịch sử của huyện Châu Đức đó anh chị. Bữa mình có quay một cái video rồi. Đây dân cư này xem nè. Ở đây thì đặc thù là cũng nhiều nhà vườn vậy ha. Đó, nhà vườn không à. Nên là đây nó mát mẻ, yên tĩnh. Đây, xa kia mình chính là giáo xứ đó anh chị. Đó là giáo xứ nằm ngay trên trục đường liên xã Xà Bang đáng lớn đó. Chị thấy sau cái giáo xứ đó là quỹ đất cao su rất là lớn đúng không? Đó là khu nghiệp đó anh chị. Khu nghiệp Amata đó. Đó, khu nghiệp này rất là lớn anh chị ha. Thì cái đường lát Xà Bang này đi thẳng mạch là sẽ ra ngay quốc lộ 6, ngay chợ Đức Hiệp luôn ha. Trung tâm xã Xà Bang, có trường học, ủy ban. Chung là vị trí mình thì đi chợ, đi ra đường chính, đi đâu cũng tiện chứ, thông hết chị ha. Đây mình đang quay lại cái đất mình anh chị. Đó, ngay xem đậu đó. Nói chung là một cái ngôi nhà vườn mini vừa phải thôi. Đó, cũng có thể trồng cây này nọ, làm không gian vườn nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, đặc biệt là pháp lý thì hoàn toàn ok rồi. Đấy. Đây bây giờ mình dẫn anh chị tham quan một đoạn ngắn ha. Đây, nhà gỗ view này nọ. Đây, ồ nhà nè, với hương ha, cổng. Đấy, thông tới hướng ha, nhiều ngã lắm. Đi hướng nào đi rồi. Ở nhà trồng hoa 10 giờ nè anh chị. Thì ở đây thì đặc trưng là cũng là nhà vườn chị ha. Nhà vườn trồng cây ăn trái, nghỉ dưỡng này nọ. Đấy, nhiều ngôi nhà rất dễ thương. Đây thì đặc trưng là toàn là đất đỏ Ba Giang không à, nên là nhìn thấy mảng xanh rất là nhiều. Đấy, để trái ra đường lát lớn. Đây, phải đi, phải ra lại đường ngay nhà cụ Bị 6B. Thông hết gì ha. Hồi nãy là nghe chia sẻ mình là mình nghe đất mình là ra đường 56B rất là gần, nhưng mà đó đường đất ha. Đó, mình đi đường nhựa cho chị xem. Chùa gì đó, chùa Phước, chùa Phước Long, chùa rất là lớn. Đấy, chung là đường xá chị thấy là xuyên suốt đường nhựa không ha. Sạch sẽ, nhà xây thêm nữa, mới xây vui xây nữa nè. Nhà nghỉ dưỡng. Rồi dẫn chị tham quan tới đây thôi ha. Mình lát nữa mình mời chị xem phần pháp lý sau. Rồi bây giờ là mình mời chị xem sổ ha. Địa chỉ đây là xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích chính xác là 311 m². Công nhận chị ha, nhưng thực tế là sẽ nhiều hơn khá khá đó. Hiện tại là có sẵn 80 mét thổ cư. Đây là cái hình đất mình anh chị. Mình cũng quên nó có ý là bên phía chủ họ có cắt 5 m ở cái phần mà không có nhà bán riêng cho anh chị nào mà tài chính ít ha. Đó, anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ mình nếu muốn mua cái 5 m thôi. Đó thì họ cắt ra. Đấy. Bây giờ mời chị xem cái phần thông tin quy hoạch ha. Đó chị xem nè. Cái phần đất mình là phủ hồng toàn bộ ha. Đó. Nhưng mà chị thấy cái phần hành lang mà an toàn suối á, nó còn rất là nhiều ha. Cái suối này nói chung là chị biết rồi đó, mùa này mà không có nước luôn, tức là nhà suối khô thôi. Nên là chị mình phải tận dụng cái mương suối đó để mà sử dụng thêm cái phần đất ở bên phía sau ha. Còn hiện tại là trên sổ thì công nhận là chỉ có 26 mét thôi. Đó. Ngang 12,6 phủ hồng toàn bộ. Đấy, đi xem nè, xích đây xíu là quy hoạch khu nghiệp rất là lớn ha. Đó, khu nghiệp này phải nói là lớn nhất ở huyện Châu Đức trong tương lai nha anh chị. Hiện tại thì nó chưa hình thành đâu, nhưng mà trong tương lai thì nó hình thành thì tại vì nó là ngay kết nối với đường Vành Đai 4 và sân bay Long Thành, cảng biển Cái Mép. Nên là cái khu nghiệp này phải nói tiềm năng lắm ha. Nên anh chị mình mua cái đón đầu cái khu nghiệp này. Và cuối cùng thì mình sẽ nói sơ qua về cái vị trí đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung ha. Cái nhà vườn mình anh chị nó gần với lại cái khu di tích địa đạo Kim Long đang xây dựng rất hoành tráng nè. Đó, chị mình thấy rõ trên Google Maps là địa đạo Kim Long ha. Thì ở đây thì dân cư cũng khá là nhiều. Đó, đường xá ok. Đây cũng khá là tiện, ra quốc lộ 56 ra trung tâm của Xà Bang nè, mà phải ra chợ Đức Hiệp nè. Mình cách chợ này thì chắc khoảng tầm đâu đó là 2-3 cây gì đó ha, cũng khá là gần. Đó là trường học cũng có luôn ha, trường học, nhà thờ nè, giáo xứ nè, và sau lưng giáo xứ Đức Hiệp này chính là khu nghiệp nè, chị thấy không? Đó, mình thấy ra từ giáo xứ này có đường thông thẳng ra đường Bầu Cạn nè, thì anh chị hãy đi về Hồ Chí Minh theo đường này ha. Tới Bầu Cạn nên làm thẳng mặt luôn sẽ ra ngay Long Thành, quốc lộ 1. Đó, ra sân bay Long Thành nè, rồi đi về cao tốc về Hồ Chí Minh ha. Đây, nói chung là vị trí thì ở Xà Bang thì mình thấy khá tiềm năng ở là khu nghiệp và thuận tiện đi sân bay Long Thành cũng như là về Hồ Chí Minh. Thì chị mình nếu mà thấy phù hợp thì liên hệ mình để được hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết hơn về đường xá cũng như là vào tham quan nhà và gặp chủ mình đàm phán thêm giá nha. Cảm ơn chị mình đã xem hết video này. Chào mọi người.